Tín hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Em quay trực tiếp và báo giá cho bác coi về những cái sản phẩm bên em đang có. Thì các bác có nhu cầu về hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên này, các bác cứ gọi điện trực tiếp ở trên này số hai số thì mình em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là các bác mua hàng từ 200 trở lên là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Mã hàng đầu tiên thì hôm nay bên shop có về cho bác một cái lô, đó là sản phẩm, đó là cái máy tính này. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính nhau nhá, máy tính rất là hay về các bác dùng để tính toán hoặc là hàng hóa các thứ này, đấy, số liệu. Rồi thứ hai ví dụ các bác mua về các cháu mình học tập đấy, tính toán các cháu mình tính toán số má thứ rất ok. Nói chung là cái này cũng khá là cần đấy. Hàng thì dòng bàn phím lồi này cực kỳ dễ bấm luôn đấy, đặc biệt cho những người già người lớn tuổi cũng có thể dùng luôn nhá. Đấy cái số nó quan trọng là cái số cái bàn phím nổi này, nó rất là dễ bấm. Đấy bấm số nào là ra số đấy luôn, nó không bị chèn sang số khác ạ. Đấy cực kỳ dễ bấm, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy có đầy đủ căn phần trăm, nó căn bậc hai, số má rất to rõ ràng đây nhá. Đấy thiết kế rất là vừa vắn này. Đấy khoảng tầm to khoảng tầm bàn tay em. Đấy to to hơn bàn tay em một chút này. Đấy cái và cái hay của sản phẩm này nó rất là thiết kế rất hay là nó dùng một cái viên pin tiểu này thôi. Đấy nó chỉ dùng một viên pin tiểu thôi nên là ví dụ như là hết pin các bác rất là dễ dàng thay thế các nhá, rất dễ dàng thay thế. Đó thì em báo giá luôn. Đợt này về cái lô này giá rất là tốt, giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 70.000 một chiếc nhá, 70.000 một chiếc. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính này. Đấy sản phẩm máy tính giá rất hạt rẻ bình dân thôi, 70.000. Đấy các bác mua về tính toán, mua về cho các cháu thì mình học tập tính toán ok luôn. Rồi gia đình nhà mình tính toán số liệu hàng hóa các thứ là ok, chỉ có 70.000 thôi nhá. Và nó dùng cái pin tiểu nên là ví dụ hết pin là các bác rất là dễ dàng thay thế rồi. Cửa hàng cửa hiệu cái này pin người ta bán khá là nhiều đó, mua về lắp pin mà là xài đâu ạ. Đấy lắp pin mà là xài thôi. Đấy, máy tính thì cực kỳ chuẩn xác ok, máy tính nó không chuẩn này không phải là máy tính đâu ạ. Đấy rất ok nhá. Đây 1+1 này, cộng 1 bằng này 2 này. Đấy ngon lành, số to rõ ràng nhá, chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Đấy số to rõ ràng nhá. Đấy bấm phát nào ra phát đấy. Cái này nó là dạng bàn phím lồi nên là các bấm nó rất là dễ dàng bấm, nó không bị dính phím với nhau nhá. Đấy rất dễ bấm này. Đấy bấm rất là nhanh luôn. Đó rất ok nhá. Đây, đấy ngon này kìa nào luôn này. Đó, xóa cái ok luôn. Rồi, 70.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái máy tính nhá, cái máy tính để các bác tính toán tiền nong. Rồi là cho các cháu mình mua về học tập tính toán phép tính ok luôn. 70k nhá. Lên mã cho em sẽ là máy tính 70k, hàng rất là xịn chắc chắn luôn. Đó, sử dụng pin tiểu nhá, dùng pin tiểu rất dễ dàng thay thế và sử dụng. 70k một chiếc. Rồi lên nhanh bác luôn một số cái mã hàng này. Đấy. À, đầu tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã loa gỗ dài nha, em báo giá luôn. Con này thì giá rất bình dân mà nghe nhạc rất hay luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ dài này. Đấy, mã của nó sẽ là XM520 nhá. Đấy, loa gỗ dài. Loa gỗ dài này giá của nó thì bình dân thôi, 250.000. Em bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, con này thì kết nối nghe nhạc với Bluetooth của điện thoại nhá, rồi là cắm USB thẻ nhớ các bác nghe luôn. Đấy các bác nghe phòng có thứ nào nghe rất hay. Nghe phòng hay lắm. Đấy rồi là các bác kết nối với điện thoại nghe nhạc cực kỳ ok. Đấy, đặc biệt là các bác nghe những cái dạng nhạc vàng, nhạc Bolero thì chấm hết luôn. Con này em cũng đang xài một con mà nghe thích lắm. Đấy nghe cái chất âm của nó rất thích nhá. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái chất âm của nó bass nó đánh cực kỳ sâu. Đấy bass căng, chắc sâu nhá. Nghe rất thích này. Đây, đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc sẽ là nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cái loa này rồi. Đấy còn đây là sản phẩm loa này. Chiều dài của nó thì rơi khoảng tầm là 40 nhé, 40. Đấy chiều rộng 10, chiều cao 10. Đấy có phần đế chân nhau nhá. Các bác để dùng vừa trang trí decor này, các bác để chỗ tủ kệ tivi rất đẹp luôn. Đấy rồi các bác dùng để nghe nhạc. Mình nghe nhạc bác nào không thích to tát kiểu dạng nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thì các bác xài nhau con này rất hợp lý luôn. Đấy thì đây. Trên này sẽ có là những cái cổng kết nối với USB. Ví dụ các bác có những USB mà nó chứa nhạc sẵn ấy, thì các bác cắm đây là các bác nghe được luôn này. Rồi là có cổng cắm thẻ nhớ này và có cổng AUX để các bác cắm tai nghe. Đấy và đây là cái cổng sạc DC 5V thôi nhá, DC 5V. Đấy tức là nên nó sử dụng cái nguồn điện sạc là 5V thôi nhá, 5V này. Con này nó là loa tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại sạc cho em đầy vào. Đấy và nghe hết thì các bác lại sạc vào, sạc sạc vào xong các bác lại nghe. Đấy nó như kiểu điện thoại mà. Các bác dùng hết pin thì các bác lại sạc nó vào. Đấy sạc nó vào sau đó là các bác dùng hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc có thế thôi, các bác sạc. Trên này sẽ có là nút là nguồn này, rồi là em đổi các chế độ này.
nút next bài này đấy, rồi là nút play pause share này đấy. Thì các bác muốn mở loa thì các bác giữ lì cho em cái nút nguồn này nhá, giữ lì này đấy, giữ lì đấy nó lên rồi nhá. Đấy, còn nếu các bác muốn cho to thì các bác nhìn thấy cái mũi tên nó chỉ sang bên tay phải của em này, này. Đấy thì đây các bác giữ lì cho em, giữ lì thì nó sẽ đẩy cái hết cao lên to lên nhá. Đấy, còn các bác muốn cho nhỏ thì các bác lại giữ lì nút bên nó chỉ sang bên tay trái này. Còn nút bên tay phải nó sẽ cho to lên nhá. Còn cái khe này ví dụ là các bác có điện thoại thì các bác dắt vào đây. Đấy, ví dụ các bác có con điện thoại các bác dắt vào đây. Đấy, các bác để vừa nghe nhạc này, vừa nghe nhạc vừa để điện thoại ở đây này, vừa xem video thì ok luôn nhá. Đây em sẽ mở loa và kết nối với bác coi này, thì các bác cứ vào trong cái phần cài đặt này, các bác tìm đến cái phần Bluetooth này. Đấy, sau đó các bác tìm trong cái mã loa sẽ là XM520 này, đấy nó hiện lên luôn này, các bác bấm cho em. Đó, vào luôn nhá. Thì đây bây giờ em sẽ test nhạc các bác coi luôn. Đây nhá, đây em sẽ mở test loa bác coi nhá. Đây, các bác cùng nghe này. Đấy, có đây không? Nghe bass rất căng luôn nhá. Con này các bác phải nghe thực tế ngoài các bác phải cảm nhận được. Con này cái bát nó đập đâu đấy luôn. Đấy bát đập ra bát mà chép nghe ra chép luôn. Nghe rất hay nhá, nghe rất hay luôn, mà cái này em bán khá nhiều rồi. Các bác rất là khen luôn, có những bác mua đến con thứ hai, con thứ ba luôn. Bán rất chạy nhá, mà nghe rất hay. Đấy nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe rất ok. Đấy không cần phải dây dợ gì nhằng nhá. Nó là dòng loa sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, và khi mà sạc đầy rồi thì các bác lại di chuyển mọi chỗ mọi nơi các bác nghe. Đấy, giờ là các bác nghe phòng, nghe nhạc bolero, nhạc vàng. Đấy, nhạc rất ok luôn, à, nghe rất ok luôn. Đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn này, phần vỏ gỗ ngoài vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, vừa làm đề dùng đồ đề co trang trí này, vừa làm đồ nghe nhạc như cũng cho em ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, rất ok. 250.000 một con thôi. Đấy, 250.000 một con, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ già. Đấy, mã sẽ là XM520 nhá. Các bác kết nối thì tìm cái mã tên sẽ XM520 là các bác tìm cho em là ok thôi. Đó, nghe nhạc rất hay. Đó, đây các bác cùng thẩm lại với em một chút nữa này. Đấy, cái bát nó đánh rất sâu ạ. Bát nghe đánh rất sâu mà check nó đánh nó rất là rõ ràng nha các bác nhá. Rõ ràng rành mạch, đánh rất đều luôn. Ở đây. Ok. 250k nhá, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm loa gỗ dài có sạc tích điện nhá các bác nhá, có sạc tích điện. 250.000 một cây thôi. Giá rất bình dân mà nghe rất ok. Đó. Nhận hàng đấy, các bác cứ kiểm tra. Các bác bảo ship là cho kết nối nha, thử thoải mái luôn cho em luôn. Đấy, nói chung là đảm bảo là các bác ưng luôn. Nghe rất thích nhá. Đó, 250.000 một cây. Mã sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã dầu xoa bóp dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, có cậu thủ Song Min nhá, đấy, làm đại diện thương hiệu rất ok. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi bạn. Đấy, và hàng thì nói với bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Nhiều khi các bác cứ bảo là dầu giá nó cao các thứ giờ, đấy thì hầu như là toàn hàng nháp ạ. Đấy, hàng chuẩn chính hãng là phải có cậu thủ Song Min này thì mới là hàng chuẩn chính hãng nhá. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi bên em là có cái dầu nào có cái cầu thủ Song Min không, cái cầu thủ bóng đá không, thì đây đấy chính là nó đấy nhá, chính là nó đây. Đấy, dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nhá. Các bác đang đau nhức cơ, đau nhức xương khớp này, đau cổ vai gáy này, đấy, các thứ giờ thì các bác mua cho em cái lọ này vào rất ok luôn. Hàng này có hạn sử dụng lên đến là 2027 nhá, 2027, nên là có yên tâm nhá. Hàng bên em lấy hàng đết mới luôn đấy. Đấy, đây em sẽ bóc cho bác một hộp này. Đó. À, một cái lọ này thì một chai này sẽ có dung tích là 100ml, hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp. Đây, đây 100ml, mùi rất thơm. Các bác bóc ra mùi rất thơm nhá, mùi rất thơm. Đấy, và đây ở đây nó có một cái thanh lăn này. Đấy thì khi mà các bác bôi xong thì các bác dùng cái thanh này các bác lăn. Đấy, lăn massage để cái dầu nó thẩm thấu vào được tốt hơn nhá, được tốt hơn. Đấy các bác dùng cái thanh này các bác lăn rất ok. Đấy, một chai này là 100ml, các bác bôi cũng khá là lâu đấy. Đó. Chuyên để các bác đọng đau nhức xương khớp các bác bôi cho. Đấy, dầu nóng của cậu thủ Song Min nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái dầu nóng Hàn Quốc của cậu thủ Song Min. Giá thì bên em đang gửi bác một cái lọ này, một hộp này sẽ là đi 80.000 các bác nhá, 80k. Dầu nóng Hàn Quốc Song Min nhá, 80k một hộp nha. Giá rất bình dân thôi.
Đấy, các bác mua về sử dụng nhá, mua về cho người già, ông bà, bố mẹ này mình dùng rất là nhạy luôn. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng coi này. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều ạ. Đặc biệt hiệu quả, nó làm giảm các cơn đau nhức cơ khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm xóa, nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là ok, đặc biệt cho những người lớn tuổi dùng rất hợp lý luôn. Đó, giá nó sẽ là 80k nhá. Lên mạng em sẽ cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nha, của cậu thủ Song Min. Hàng cam kết bác là hàng chính hãng luôn, 80.000 một cái hộp dầu xoa Hàn Quốc nha, 80k một chai. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái máy hút bụi ga giường. Lên mạng em sẽ cái máy hút bụi ga giường này. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Các bác mua về chuyên dùng để hút bụi ga giường nhá. Đấy, ga giường, nệm ghế, sofa cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, máy chạy được cực kỳ khỏe nhá đây. Sản phẩm này thì nó là dòng sạc tích điện nhá, sạc tích điện, nó là dòng không dây các bạn, nó có kèm pin tích điện sẵn rồi, các bác sạc đầy pin sau đó các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại sạc vào. Cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn 5V 2A này, công suất của nó sẽ là 68W các nhá. Đấy, so với lại máy thì 68W này thì nó là dòng máy pin thì nó rất là trâu bò rồi các bạn. Bình thường thì nó chỉ khoảng tầm vài chục watt thôi, nhưng đây con này nó lên đến là 68W nhá, rất là trâu bò luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con máy nhá, cái hàng hãng, hàng thương hiệu hàng vàng, sẽ gồm có là thân máy chính này, nút nguồn bật tắt này, đây non tớt này, đấy, hãng nhá, rất xịn sò, ok, máy rất chất lượng luôn. Đấy, có cả tem mác đầy đủ hết luôn nhá, thông số kỹ thuật này, đó 65W 185mm này, máy hút cực kỳ khỏe nhá, và máy chạy rất ok. Đấy, thì đi kèm sẽ có là một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là dây cáp sạc nhá, dây cáp sạc thì đây là cái dây sạc. Nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cục sạc điện thoại, các bác cắm một cục sạc điện thoại, sau đó các bác cắm sạc cho nó là sử dụng thôi. Đây, đây cơ, đây là cái phần chân sạc của nó đây. Đấy, các bác cắm vô đây là các bác sạc vào nhá. Đấy, cắm vô là sạc. Còn khi mà hút thì các bác chỉ phải hút thôi. À, con này nó có một cái chế độ rất hay, đó là cái chế độ đèn cực tím này. Đấy, thì nó sẽ vừa hút và nó sẽ đồng thời là khử khuẩn luôn nhá, đồng thời khử khuẩn luôn thì rất là dễ xài. Ví dụ về nhà các bác có chăn ga gối đệm là các bác chỉ việc bật máy lên, sau đó các bác cứ đưa cho em đi này. Đấy, đưa kéo đi kéo lại cho em là xong. Đấy, hai cấp độ nhé, cấp độ 1 này, cấp độ 2 này. Đó, máy chạy rất khỏe luôn, máy hút khỏe lắm. Đó, vào đây khi mà hút xong thì nó sẽ chứa rác vào trong này, các bác chỉ cần lấy này ra, sau đó các bác đổ rác ra, các bác vệ sinh cái phần lọc này, và các bác khi vệ sinh sạch sẽ xong các bác lại lắp vào là ok thôi. Đây các bác lại lắp vào đây, đây nó có cái lẫy này, nó có cái lẫy cá nhá. Đấy, có cái lẫy cá đấy, các bác xoáy vào. Đấy, khớp nó vào xong, đây nó có cái lẫy cá. Đây em sẽ hút thử, test thử bác coi này. Đây nhá, đây em sẽ test thử bác coi nhá. Đây có một cái đường giấy này, em sẽ hút thử bác coi này. Đây nhá, bật máy này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Em đi vài đường cái là nó hút hết những cái rác rửa thứ trong này. Và đây là tờ giấy rất là to nhá, chứ còn những cái bụi mịn ở trên giường thì nó hút rất là sạch luôn. Đấy, thì nó sẽ hút tất vào trong cái lỗ này và nó sẽ chứa vào trong cái hũ này nhá, chứa vào trong hũ này, và lúc nào lấy thì các bác lấy cái lõi lọc ra. Đấy, các bác vỗ hết cái rác rửa này ra này. Đấy, vỗ hết rác rửa này ra. Và các bác lại lắp cái lõi này vào cho em. Đấy, khi nào hút thì nhớ cho em là lắp cái lõi này vào nhá. Đấy, lắp cái lõi này vào. Và các bác lại lắp vào máy. Sau đó là các bác lại xài, các bác bật máy lên các bác hút thôi, rất là dễ dàng dụng nhá. Đây, máy hút rất khỏe luôn đây, các bác coi. Đấy, thấy không? Đây là máy hút rất khỏe luôn nhá. Đấy, thấy không? Máy nó hút vào luôn này. Đó, máy hút cực kỳ khỏe luôn. Đó, các bác nhìn nó hút luôn này. À, đấy, tờ giấy to này nó cũng hút cơ mà. Đấy, rất ok nhá. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá. Chuyên để các bác hút bụi ga giường, giá rất bình dân thôi. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường này, hút bụi ga giường.
280k quá nhá, 280k. Và giá này thì em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, máy hút bụi ga giường nhá. Rồi các bạn, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Cái này rất là hay. Về các bác đựng đồ đạc gia đình thì mình rất là tiện dụng luôn. Đấy, cái đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, như này thì cả các bác để lên cho em dùng rất là ok. Một chiếc kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, thiết kế thì phần khung giá đỡ này của nó là bằng nhựa này, còn những cái ống ống trụ chính của nó là bằng inox nhá, rất ok. Đấy, và đi kèm thì nó sẽ có là những cái bánh xe để các bác có thể di chuyển đu đi đu lại ok luôn, rất tiện dụng này. Đấy, bánh xe có thể là xoay 360 độ luôn, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam ạ. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam nhá, kệ xe đẩy 4 tầng. Cái này em báo giá luôn, giá của nó thì chỉ có 80.000 một cái thôi, 80.000, giá rất là bình dân, dễ mua. Đấy, và sản phẩm dùng rất là hay. Các bác mua về mình đựng những đồ lặt vặt trên những cái kệ này cho nó gọn này. Đấy, lúc mình tìm cái thứ ra nó dễ tìm nhá. Con này thì chiều dài của nó rơi vào là đi 39 này. Cái bản rộng của nó rơi vào là 22 và chiều cao của nó rơi vào là đi chiều cao của nó rơi còn tầm 60 nhá, 60. Đấy, nói chung là nó cũng khá là to tát chắc chắn nhá. Đây. Đó, hàng cũng khá là xịn. 4 tầng. Đấy, 4 tầng nhá. Đây các bác nhìn này, 4 tầng này luôn. Rất là ok nhá. Đấy, 4 tầng ngon này cái nào luôn. Các bác đựng được khá là nhiều đồ nhá. Đấy, mỗi khay này các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh như này. Đấy, mỗi lần mình tìm mình lấy cũng dễ tìm những cái đồ đạc các thứ của nhà mình. Đó thì hàng đồ gia dụng cao cấp nhá, lên mã em sẽ được cái kệ xe đẩy 4 tầng. Giá của nó sẽ là đi 80.000 một chiếc không nhá. Chỉ có 80.000 thôi, rất là ok. Đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài. Hàng này thì bên em sẽ gửi thì sẽ tháo rời nhá. Còn về thì các bác lắp đặt và là xài thôi. Con này nó cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, cho cả người già chị em cũng có thể lắp được luôn, nó dễ lắp lắm. Lắp cực dễ cực kỳ luôn. Nó 80k nhá, chỉ có 80.000 thôi. Kệ xe đẩy 4 tầng nhá, nó sẽ gồm có là 4 tầng nha. Đấy, 4 tầng nha, chiều cao là 60. Dài là 40 và rộng của nó là 22 nhá, 22. Khá là to ta chắc chắn luôn, 80.000 một cái thôi. Bộ dao 3 món của Đức này, hàng bên shop tiếp tục hàng về. Lên mạng em sẽ cái bộ dao 3 món nhá. Bộ dao Đức 3 món hàng của Huy Linh. Đây. Xét 3 dao của Đức của Huy Linh nhá, em báo giá luôn là 130.000 bộ này, chỉ có 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Bộ xét 3 dao của Huy Linh cực kỳ xịn chất lượng đây. Em sẽ bóc cho bác coi này. Quá xịn sò, quá chất lượng luôn. Mới nguyên hộp như này nha, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Logo Huy Linh nha, đấy logo Huy Linh. Con này sẽ một bộ này sẽ gồm có là 3 dao nha các bác nhá, 3 dao. Một chiếc dao thái này, thái lọc phi lê này, thì các bác xài con này cho em. Đấy, logo Huy Linh nha. Đấy, thái lọc các bác xài con này cho em nhá, rất chắc chắn luôn, tay cầm này. Tiếp theo thì là một cái con thái này, một con thái bản to nhá, con này là chuyên để các bác thái bản to này, đấy các bác xài nhá, rất sắc bén luôn. Đó, thép chất thép cực kỳ chất lượng đây, logo Huy Linh nha. Đó, con này các bác thái bản to. Và một cái con nữa là các bác dùng để chặt này. Đấy, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương các bác xài con này nha. Đó, nói chung là gia đình các bác mua cho em bộ ba này các bác xài thoải mái rồi. Đây. Đấy, có logo Huy Linh nhá. Con này các bác chặt gà, vịt, thịt xương quá ok rồi. Đó. Một bộ này là gồm 3 dao nhá. Một dao thái này, thái lọc phi lê này, một con dao thái bản to này và một con dao chặt nhẹ này, ok luôn. Một bộ 3 dao này. Giá đang gửi bác là 130.000 nhé các bác nhé, 130.000 cho một cái bộ Đức dao Đức 3 dao của hàng của Huy Linh nhé, hàng của thương hiệu Huy Linh của Đức nhé. Đấy, logo hình hai thằng người này, set 3 dao 130.000 cho một cái bộ set mà bộ dao Đức 3 cây nha. Đấy, bộ dao Đức 3 cây 130.000 bộ. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác cái siêu phẩm, đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Lên mã em sẽ là nồi chiên không dầu hàng của Camel. Hàng của Camel này thì chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng các bác nhá, rất nổi tiếng, hàng thương hiệu của Nhật rồi, rất là xịn sò rồi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 12 lít nhá và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 1500W. Các bác mua về dùng làm những cái món chiên không dầu rất ok. Đấy, đậu chiên này rồi là gà chiên, khoai tây chiên các thứ ra. Cái hay của sản phẩm này là nó không cần dùng dầu nên là các bác ăn uống nó đỡ dầu mỡ, đấy, đỡ gây nguy hại đến bản thân nhá. Đôi khi các bác ăn nhiều dầu mỡ, rất là nhiều bệnh liên quan dầu mỡ này, máu nhiễm mỡ rồi là gan nhiễm mỡ này các thứ rồi. Đấy thì các bác tập ăn những cái kiểu dạng như kiểu là ít dầu ít mỡ đi, mình ăn nó ít dầu ít mỡ đi thì các bác sử dụng cái nồi nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái nồi này thì nó còn có chức năng là giã đông cực kỳ hay. Như em đôi khi là có những cái món thịt thà thứ là mà mình lấy ra muộn quá nó chưa kịp giã đông kịp ấy, các bác thả vào cái nồi cho em. Đấy, giã đông rất là hay nhá, giã đông rất hay. Thì đây, tổng quan em nồi đây, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy,
12 lít thì về các bác xà cho em thoải mái luôn. Đấy, nướng cả một con gà khoảng tầm 2 cân 3 cân đây cho em thoải mái luôn này. Đây, cái phần lòng nối rất là rộng luôn này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn, bóng loáng luôn nhá. Vì con này thì nói chung là quá dễ xài rồi. Người già trẻ em, người lớn rồi là các thứ giờ mọi tầng lớp xài rất dễ dùng luôn. Đấy, rất dễ dùng mà dùng rất là tiện quá. Đấy, như các bác làm những cái món nướng nước các thứ này, vứt về cho em khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng là có những cái món nướng ra, gà nướng, cá nướng này, rồi là các thứ giờ mình ăn nướng, ăn những cái món này nó đỡ dầu mỡ đi, ăn vừa đỡ ngấy mà nó đỡ bệnh tật quá. Đấy, đôi khi là các bác ăn nhiều dầu mỡ quá nó cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Thì các bác mua cho em cái con này về sử dụng rất hay, mà giá nó bình dân thôi, nó chỉ có 520.000 một con thôi, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mà dung tích nồi là lên đến là 12 lít thì rất là to. Đấy, nhà đông người cũng có thể xài thoải mái. Ở đây nó sẽ có hai cái nút bấm này, hai cái nút vặn này. Mà nút bên này thì sẽ là cái nút điều chỉnh nhiệt độ này. Con này nó chỉ điều chỉnh nhiệt độ từ 0 là tối thiểu và tối đa lên đến nhiệt độ là 200 độ C nhá. Và có nút bên này là nút chỉnh giờ thì nó chỉnh tối thiểu là 0 phút và tối đa của nó sẽ được là 30 phút này. Đấy thì con này nó có chế độ hẹn giờ. Thì các bác điều chỉnh cái nhiệt độ cần thiết cho món ăn, ví dụ như là trong vòng 200 độ hoặc là 180 độ chẳng hạn này. Đấy, và trong vòng 30 phút nhá. Và khi mà hết giờ thì nó sẽ tự động là nó sẽ về không luôn. Đó, kêu tin một cái là tự động là máy nó sẽ ngắt, rất là thông minh nhá. Các bác không lo bị cháy nào đâu, vì cái này nó có chế độ hẹn giờ rồi, là chế độ cài đặt thời gian hết rồi. Thì là các bác dùng yên tâm, nấu nướng các thứ giờ mình đỡ phải lỉnh kỉnh nhiều. Đấy, ví dụ làm cái món thịt nướng rồi cá nướng là các bác vứt về cho em cái là mình cứ set up cài đặt sẵn chế độ rồi là hẹn thời gian các thứ là tự động khi mà nó chín là nó sẽ nảy luôn. Đấy, rất là ok. Đây, hàng mới nguyên hộp luôn đó nhá, mới nguyên hộp giấy tờ sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn công thức nấu ăn các thứ này. Đấy, quá xịn sò rồi. Là cái giấy này là giấy hàng cái tờ này là giấy hướng dẫn của công ty này. Đó, rất là xịn sò, ok nhá. Hàng của thương hiệu Camel. Con này thì nói chung em bán khá là nhiều rồi mà các bác mua về cũng rất ưng, sử dụng nấu được rất là nhiều món luôn nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái nồi chiên không cần dầu nhá, nồi chiên không cần dầu. Đấy, nồi chiên không cần dầu. Công suất là 1.500W này, dung tích là 12 lít nhá, 12 lít, hàng của thương hiệu Camel, thương hiệu của Nhật nhá, rất xịn sò, ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái nồi chiên không dầu, em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá thì tốt nhất thị trường luôn, 520.000 và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ đi tham khảo đi. Những cái nồi 12 lít không là có giá 520 đâu, ít thì giờ còn tầm 700-800. Đấy, bên em bán gọi các bác là lãi chút tình cảm cho bác thôi. Đấy, nó chỉ có 520.000, lại cần bao ship cho bác tận nhà. Nồi thì rất là to tát, chắc chắn, dày dẫn. Đấy, sử dụng điện 220 cho em. Đấy, ok luôn. Đây, mở ra rút ra cho đồ ăn thứ vào đây. Đó, sau đó các bác xoáy set up thời gian nhiệt độ. Khi mà nó hết thời gian cái là nó kêu lên tinh cái là đó là tự động là máy nó sẽ ngắt và các bạn đồ ăn là báo hiệu là ok rồi. Đấy, trên này nó có những cái công thức ở trên này. Đấy, logo Camel này, rất xịn sò. Nồi mới căng luôn nhá, nồi mới căng luôn. Lên mã thì em sẽ cái nồi chiên không dầu 520.000, báo ship tận nhà luôn. Đấy, nồi chiên không dầu nhá, sử dụng nấu nướng rất nhiều món ăn, dã đông thức ăn cũng rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này, đấy, rồi nhiệt độ sữa sần các thứ ra. Ví dụ các bác nhà có con nhỏ mình đo nhiệt độ sữa nhá, đấy, xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này, rồi ví dụ như là nhiệt độ nước xem đạt đủ nhiệt độ chưa, rồi ví dụ như là thức ăn các thứ ra các bác sử dụng nhá. Đây, cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này, ví dụ là đây là cái đầu nhọn này, ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó, đấy, xiên xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong. Đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá, thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó thì các bác đây view em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy, có thấy không, nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang là nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy đi, nhảy đi nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá,
Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C và nhiệt độ ép là từ 58 độ ép đến 572 độ ép nhá. Đấy, âm 58 độ ép với 700, còn nhiệt độ C thì là âm 5 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá, chứ không chính xác đâu, không chính xác đâu, nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó thì ở đây về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài, lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em rất ok. Đây nó có nút on off, bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái là bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay, còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy, có nhìn này, đấy nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá, rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhá, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo dùng cái này rất hay, que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 một cái que đo nhiệt độ nhá. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng để các bác về sử dụng này. Đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có cái phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đóng ngon lành. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn, toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật, đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt tuốt dây cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình. Rồi anh em thợ thuyền dùng con này cũng quá ok. 100 ngàn một cây nhá, lên mã giúp em sẽ cái cây kìm đa năng. Đấy, 100 ngàn một cây nhá, 100 ngàn một cây. Giá quá bình dân hạt rẻ mà dùng rất ok luôn. Sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá, 100k một cây. Giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác quá nhá. Đấy, vẫn còn hàng này. Đấy, và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này. Rất chắc chắn và ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok. Giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây dao giấy này là 10k nhá. 10k. 10k một chiếc, còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Đấy, combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40.000. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, xịn sò ngon lành. Trơn tru này. Về các bác nếu mà các bác muốn mua lưỡi thì bên em sẽ có bán lưỡi, tí sẽ quay lưỡi cho bác coi. Đấy, còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10.000 nhá, còn 5 chiếc là 40.000. Lên mã nha, sẽ cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành, về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện gì đó này. Sử dụng ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10.000, 5 chiếc 40.000 nhá. Lên mã nha, sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy cũng có luôn nhá. Đấy, lưỡi giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy, da mô tô nhá. Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá, 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó, đây, 10 lưỡi về xài thoải mái cực kỳ sắc bén. Nhìn rất là sợ luôn, sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá, thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này đi bán giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá, hộp 10 lưỡi dao giấy. Giá thì một hộp này sẽ là 10.000 thôi các bác nhá, 10.000 thôi. Bán nhanh thì bác dễ mua. Lên mã em sẽ là cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá, 10.000 một hộp lưỡi lưỡi giấy 10 lưỡi này, còn dao thì đang bán là 10.000 một cây. Lấy 5 cây 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích điện, cái phích điện âm này, phích cắm âm này về các bác xài này. Em sẽ bán ở combo là 3 chiếc một nhá. 3 chiếc một thì giá của nó sẽ là đi 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây, ví dụ như đây, một cái dây em đã có sẵn phích như này rồi, mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì rất là khó. Các bác mua cho em cái này về để đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn đây rồi. Thì ví dụ cái thiết bị đấy các bác cắm cho em xem. Đấy, các bác lựa, các bác cắm đây, thế là xong, là mình có cái là mình đỡ về, thứ nhất là mình đỡ phải cắt dây, mà thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn. Rất là tiện dụng nhá các bác nhá, rất tiện dụng, rất là hay. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích
cắm âm nha các nhá, fix cắm âm. Đấy thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20.000 cho combo 3 chiếc fix cắm âm các nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20.000. À, đó là cái mã đồng hồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Đấy 170.000 một cái. Ha, sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170.000. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn, toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em hai viên pin mà. Đây nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp hai viên pin mà, sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này, đấy, rồi là đo điện AC DC đo hết luôn, mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bạn. Đấy, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy thì đây các bác lắp pin vào. Đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy thì giờ em sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy. Đây có nhìn này, đấy đây tự động nó nhảy đây này, 230 231 đây này, đấy ha, 231V luôn nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, có nhìn này. Đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá. Đấy, cắm vào cái bình ắc quy này. Đây. Đấy, các bác không cần phải là xoáy chiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nhà em nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều, còn AC tức là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái pin này viên pin 12V này. Đây, em chập vào em kẹp luôn nhá. Đấy, nó rất là hay là các bác không cần phải vặn viếc gì cả, chỉ việc là các bác bấm và sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này, 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn, các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ như các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần, chỉ việc bật máy lên sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi, cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho em con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này, đấy, rồi là đo ôm, đo điện đi, đo điện AC DC, rồi nó đo được cả nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo dòng, đo A này, đo A thì tí nữa sẽ ghép một video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo dòng điện này. Đấy, ví dụ các bác giữ này. Đấy, các bác dí đây nó sẽ liên tục này. Đấy, nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện đây này. Đấy là dây có điện nhá các bác nhá. Đấy, nó kêu tí 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 này. Đấy, rồi là ví dụ là các bác muốn đo thông mạch nhá. Các bác muốn kiểm tra thông mạch này. Thì các bác sử dụng các bác ví dụ như là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau. Đấy, nó kêu tí 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 tí. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đo thông mạch này là như nào, ví dụ như đây các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt ngầm hay không nhá. Đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào cho em. Đấy là các bác kiểm tra cái dây này này và một đầu các bác dí vào đây. Đó, dí vào đây. Đó, thấy đây không? Đây, dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn ngon lắm nhá. Đấy, còn ví dụ như em dí nhầm bên này. Đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy, ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này và các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi, nó chỉ có 170.000 một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm rồi là các bác sử dụng gia đình nhá. Cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này, 170.000 một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài, thì bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhá, để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Đấy, còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, đây các bác cùng đón xem video nhá. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn, là 170.000 một sản phẩm nhá, 170.000 một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha. Auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả, 170k một sản phẩm.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ nhằm đo, nhưng mà con này là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện vôn này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này. Có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây, dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, đo, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác một cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. À, con này nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ nhé, thì về các bác tháo ra, sau đó các bác lắp cho em hai viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi. Đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhé. Đấy, đo thông mạch rồi là đo hẹc này. Đấy, đo AC DC, nói chung nó có đo con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn và nó chọn chọn cả các chế độ này con này. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá con nhá. Đấy, chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn. Đấy, con này chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con này thì đo nó dễ dùng hơn, còn bác nào chuyên thì dùng con này thì thấy sướng hơn nhá các bác nhá. Đó thì con này em báo giá luôn này, con này có kèm cả cái kẹp dòng luôn, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng em báo giá luôn. À, sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 230.000 bao ship. Đây, giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ ra, thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem các nhá. Đó thì sau khi các bác xem cái video đấy xong rồi thì đây thì em báo giá lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha, bao ship tận nhà, nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này, rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp này có nhá, hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kèm dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền, dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý, 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn là bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy. Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha. Đấy, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha, giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ đối về các bác thay, hoặc là bữa trước ấy thì cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn đâu ạ, không nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo ba bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm ba đầu. Đấy, một bộ gồm ba đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn các bác nó bẩn hoặc là nó thiếc các thứ, nó bám nhựa thông, nó bám lâu ngày, nó bám, nó bị sét các thứ vào, thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhắc quá nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi, để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân mà không ăn chân. Đấy, các bác mua cho em cái bộ combo 5 miếng nha,
2 4 5 miếng này không có nhá, 5 miếng bọt biển nha. Giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán là bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi. Giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi. Mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh dần. Đó, combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn. Đầu hàn các thứ này. Đấy thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho một cái combo 5 miếng bọt biển, 15.000 cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu, báo giá bác luôn là 20.000 cho một cái combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo, là cứ theo combo là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy thì đây, cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha. Một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó thì đây là một cặp này. Đó thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ, 5 đen thì tổng là 10. Đó đây. Đó, đây. Về các bác xài nhá. Cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó các bác ví dụ hàn chế rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này, rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này, để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này, anh em thợ thuyền chế cháo này, rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút dây ra, sau đó là các bác kẹp cái dây vào đây này, đây nó có cả phần kẹp dây, hàng thì khá dày dẫn nó chắn luôn. Đấy, dày dẫn nó chắn lắm và cái lực kẹp nó rất là khỏe, kẹp chặt lắm, con này kẹp ok quá. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về, thấy nó cũng chắc chắn nên lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp 1 nhá, 5 cặp 1 nha. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nha, 20.000 cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy cái kẹp cá sấu nha. Kẹp hình dạng cá sấu là 20.000 cho combo 5 cặp 1. Đấy 5 cặp là bao gồm là 10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện là một chiều điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kẹp cá sấu 20.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng kẹp Eto của Asahi. Dòng kẹp Eto là dòng kẹp dạng Eto kẹp lớn nhá. Đấy, Eto lớn, Eto 60mm này. Đây, toàn bộ thông số kích thước trên hình ảnh các bác đang nhìn đây. Đấy, 60mm nhá. Cái con này nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, rồi là chỉnh ngàm 25 này, 60 này, phần bản của nó là 60 nhá các nhá. Hàng của Asahi. Đấy thì em sẽ báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kẹp Eto lớn nhá, kẹp Eto dạng lớn. Đó. Thì bên em đang bán cái kẹp Eto lớn nha. Với mức giá sẽ là 190.000 một cái nhá, của Asahi, 190k một cái kẹp Eto này. Hàng này rất là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi em là nó có nặng không thì em nói luôn là có chứ, em đang cân là nó nặng khoảng tầm hơn 1 kg nhá, khoảng tầm hơn 1 kg. Đó. Nó là dạng Eto thép nhá, Eto thép rất chắc chắn luôn. Đây. Đó, cực kỳ đẹp luôn này, Asahi thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn chất lượng luôn này. Đây. Các bác có nhìn này, phần ngàm này, phần kẹp bàn. Cái con này là hay của con này, nó là dạng kẹp bàn nên là ví dụ các bác sử dụng ấy là các bác sử dụng với các bác mang đi mang lại nó rất là tiện, mình di động được nhá, mình thích kẹp chỗ nào mình kẹp nhá. Đấy, mình thích kẹp chỗ nào kẹp thì lúc nào kẹp thì các bác tháo kẹp thì các bác xoay này, còn lúc nào các bác kẹp tìm được cái chỗ kẹp các bác kẹp vào các bác siết nó vào, đấy nó sẽ kẹp chắc luôn. Đấy, và cái con này thì đây cái phần mở cái lẫy ra này thì nó có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay được 360 độ rất là ok. Đấy, xoay được 360 độ này rất là ngon lành cái nhà luôn. Và đây là cái phần trên để các bác mở ngàm này. Đấy, mở ngàm nhá, rất trơn tru ngon lành luôn. Đây em xoay bằng một ngón tay nó rất là êm. Đó thì các bác siết vào để các bác làm những cái đồ cơ khí cho các bác siết đây để các bác định vị lại, sau đó mình hàn hủng các thứ rồi mình mài rũa. Rồi ở đây trên này nó có một cái phần góc này để các bác đe nhá. Đấy, các bác gò gõ cái này như kiểu một cái đe ấy, để các bác gò gõ rồi là các thứ rồi gò kiếc ở trên cái đe này. Đấy, cái phần đe này nó rất ok, rất chất lượng luôn, đẹp lắm. Đó, chắc chắn mà nói chung là các bác thợ thuyền anh em sử dụng gia đình nên có một cái này, đôi khi rất là cần. Mình hàn hiếc rồi mình thiết kế sử dụng mài rũa những cái đồ là mình cho đây kẹp nó chắc chắn này. Đấy, để các bác làm những đòi hỏi những cái đồ nó độ chính xác cao thì nên có một cái kẹp Eto nhá, xài rất là ngon luôn. 190.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kẹp Eto của Asahi 190.000. Nó là cái kẹp Eto dạng lớn nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em
đang có cái kèm với tô dạng linh kiện nhỏ thì 40 ngàn một cái, còn cái này nó là dạng lớn, dạng cho anh em cơ khí thợ thuyền. Các bác dùng làm những cái đồ cơ khí thì cần những con eto lớn nha các bác xài. 190 ngàn một cái nhá, kẹp eto lớn nhá, 190k một kẹp eto, hàng rất là chất lượng chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, hộp nước giặt 100 viên của Nhật nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều, một hộp nước giặt này là 100 viên nhá, về các bác dùng để xài. Đấy, thì bên em sẽ bán theo túi lẻ hoặc là bán theo cả hộp nha, thì em sẽ báo giá hộp trước này. Một hộp này là 100 viên thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Đấy, hộp nước giặt 100 viên nhá, cái này nó có kèm cả giặt cả xả luôn. Đấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng dùng rất thích nhá. Đấy, 100 viên, giá của nó sẽ là 80.000 một cái hộp 100 viên nha. Đấy, 80.000 một hộp 100 viên. Đây. Đấy, 100 PCS là 100 viên này, chuyên dùng cho giặt quần áo nữ nhá. Giặt sạch mà mùi thơm thoang thoảng nha anh em, vừa giặt vừa xả kết hợp luôn. Đó, hộp nước giặt 80.000 một hộp. Ngoài ra thì đây. Bên em sẽ bán lẻ theo túi nhá. Thì một cái hộp này này, khi mà bóc ra thì nó sẽ có là 5 túi như này. Đấy, 5 túi này các nhá. Đây, 5 túi nha. Đó, 5 cái túi nhỏ nha, nó sẽ chia sẵn ra. Đấy, thì nếu mà các bác có nhu cầu mua túi thì bên em sẽ bán ở túi nhá, còn là sẵn trong hộp thì nó sẽ có là 5 cái túi nha. Thì 5 túi này thì nó sẽ chia ra là mỗi túi là 20 viên. Đây, mỗi túi là 20 viên nhỏ này thì tổng 5 túi là 100 viên nhá, tổng 5 túi là 100 viên. Thì nếu mà các bác mua lẻ theo túi, túi nước giặt đấy, mua lẻ theo túi các bác dùng ít có thể mua theo túi ấy, thì lẻ một túi nha, thì bên em đang gửi bác là đi 20.000 một túi 20 viên nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi nước giặt này. Đấy, túi nước giặt 20 viên. Giá của nó sẽ là 20.000. Đấy, còn nếu mà các bác mua theo hộp 100 viên, 5 túi thì giá nó sẽ tốt hơn là 80.000, còn nếu mà mua lẻ này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Cái này tùy nhu cầu thôi. Các bác có thể cân đối, mua nhiều mua ít tùy. Đấy, còn bán hộp là 100 viên là 80.000, còn bán lẻ một túi 20 viên là 20.000 các nhá. Thì nó là dạng viên nhỉ, đây, cái túi em cũng đang xài, nó là dạng viên này. Túi em đang xài này. Đấy, dạng viên viên nước giặt này. Thì về là các bác một cái viên này nó giặt khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo nhá. Về các bác cứ vứt trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt các bác giặt nhá, hoặc là các bác có thể là các bác giặt tay mình có thể là lấy ra, các bác ngâm nước trước. Đấy, khi mà ngâm nước thì nó sẽ nhũn và tự động là nó sẽ vỡ ra, và các bác có thể là giặt tay đều được nhá. Giặt tay, giặt máy đều được luôn. Đấy, các bác cứ ngâm nước cái này là nó tự động là nó sẽ vỡ ra nhé, rất là hay luôn. Đây, nó là dạng viên viên này. Đấy, khi mà ngâm nước nó sẽ vỡ ra, rất ok luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và giặt khá là sạch luôn. Một túi là 20.000 nhé, một túi 20 viên là 20.000. Còn các bác mua lẻ, mua cả hộp thì là 100 viên là 80.000. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên là 80. Còn lấy túi thì lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 20 viên 20.000. Tiếp theo thì em lại về cái bộ xưởng hấp hàng thanh lý siêu thị này. Đó, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng khá là hay luôn. Đó, cái xưởng hấp này size của nó sẽ là size 28 ti, khá là rộng luôn. Đó, em báo giá luôn nhá. Một cái xưởng hấp như này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp này. Đấy, xưởng hấp nhá, các bác có thể hấp những cái đồ trong này rất là ok. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn, 80.000 thôi. Đấy, 80.000 một cái xưởng hấp như này, và cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, em sẽ mở ra bác xem một cái này. Nói chung là dòng này dùng ok lắm, bán khá là nhiều. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là dùng rất là ok. Hàng siêu thị thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó rất là chất luôn mà chắc chắn cực kỳ, mà giá nó hợp lý nữa. Nói chung là hàng bên em Oblo thanh lý nên giá nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Đấy, một cái khay hấp này các bác nhá, một cái khay hấp nha. Đấy, có những cái lỗ này để các bác hấp này, và một cái song dưới để về là các bác có nước nồi thứ là các bác cho vào đây cho em. Đấy, cho nước vào đây, sau đó là các bác muốn hấp thì các bác để lên đây, để cái này lên đây. Đấy, để cái khay hấp này lên, để cái xưởng hấp này lên, và các bác đun nóng lên. Đấy, là các bác hấp thôi. Ví dụ hấp bánh bao, hấp tôm một thứ các bác cho em nhá. Đấy, cho đây cho, và một cái vung đi kèm. Đấy, và cái này quay vùng thì về các bác tự lắp nha. Cái này thì em quay nhanh thôi, em không lắp được đâu. Đó, thì có cả cái vùng ấy luôn. Đấy, khi mà đậy vào rất ok, chắc chắn nhá. Và cái vùng này của nó sẽ là vùng kính cường lực. Đấy, các bác có thể quan sát theo dõi đồ ăn một cách thoải mái luôn. Đấy, vùng kính cường lực rất là dày dẫn nhá, có cả phần quay trên quay dưới luôn này. Nếu mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu canh với cái song này thì các bác bỏ trong cái khay trên này ra. Bởi vì nó, khi mà cái này thì các bác sẽ thành một chiếc song để các bác có thể nấu canh, nấu nước các thứ ở đây cho em ok luôn. Đấy, một trong hai luôn nhá, và mua hai thì được, mua một thì được hai luôn. Đấy, mua một được hai luôn, vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái song để các bác nấu canh nhá. Cái sản phẩm này thì
nó có thể dùng bếp từ nhá, rồi là bếp ga thứ ra đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là con này dùng bếp từ cực ngon luôn đấy, dùng bếp từ các thứ ra dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, bếp từ bắt ngon lành luôn nhá, đấy bếp từ là bắt ngon lành cái con này luôn. Đó, về các bác xài thôi. Đó, một chiếc xưởng hấp rất chắc chắn luôn này, đây kín đáo ngon lành, về các bác hấp tôm, hấp bánh bao, rồi hấp thịt, hấp thà cứ cho này các bác hấp nhá, ăn những cái món hấp thì nó rất là ngon. Đấy, đặc biệt cho các bác ăn chay trước các thứ ra, các bác người già đấy, ăn nó vừa giữ được vị mà nó rất là ngon, đỡ dầu mỡ nhá. Đấy, đỡ dầu mỡ xưởng hấp nhá, 80.000. đấy, hàng Thanh Lý siêu thị rất là xịn sò ngon lành luôn, mua hai được một có nhá, mua một được hai, hãy mua một được hai, 80.000 một cái xưởng hấp này, vừa có một cái xưởng này các bác hấp, vừa có một cái xoong dưới để các bác xài luôn. Dòng này bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ được là dùng được hết cho em luôn nhá. Đấy, dùng được tất cả các loại bếp luôn, 80.000 một cái xưởng hấp. Tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác đó cái mã chảo của Hàn Quốc này các bác, mã chảo Hàn Quốc rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, đây con này chảo cực kỳ to luôn, chảo nó lên đến là 32 cm nhá, 32 cm, về các bác xài rất rộng rãi, ok cho em luôn. Đấy, rán nấu xào xếp bay trăm ngon lành cái nào luôn. Đấy, về lên nhanh bác một cái đồ nhà bếp này. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp đó, báo giá luôn nhá, báo giá luôn này. Cái này thì tại vì em đang bán giá sẽ là gì, 140.000 nhá, 140.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính của nó sẽ là 32 cm, 140.000 một cái, giá rất bình dân mà dùng cực kỳ xịn ngon lành luôn. Bán khá là nhiều chúng nọ rồi. Bán ngon lắm, dùng ngon lắm ạ. 140.000 một cái nhá. Mới như hộp nha. Đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái môi bằng gỗ này, đấy. Bình thường là các bác hay xài những cái môi là môi bằng sắt các thứ, giờ là các bác hay dùng những cái chảo dính, các bác hay dùng bằng những cái sắt là các bác cào vào nó rất hay bị nhanh bong hoặc là nhanh xước cái lớp chống dính. Đấy, khi mà nó xước ấy thì các bác càng nấu là nó sẽ càng bong ra, mà khi mà bong ra thì nó sẽ mất cái lớp chống dính nhá. Nên là nhà xuất sẽ gửi đến các bác một cái môi bằng gỗ này rất là đầy đủ và chu đáo luôn. Đấy, tiếp theo là một chiếc vung nhá, một chiếc vung bằng kính cường lực trong suốt nha. Đấy, một chiếc vung này, kính cường lực trong suốt rất ngon lành luôn. Đấy, thì về các bác bắt cái phần tay cầm, đây nó sẽ có đi kèm cái đây là cái phần tay cầm đây này. Đấy, nó sẽ có kèm cái tay cầm luôn, thì cái này em quay nhanh thôi, em không bắt được nữa. Thì về các bác tự bắt này nhá, nó có đầy đủ ốc vít hết, các bác về là cứ tự bắt được thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt. Và tiếp theo là đi kèm cho bác là một cái tay quay. Đấy, tay quay của cái chảo thì về các bác bắt vào nhá. Đây, đấy tay quay chảo này, về các bác để vào, sau đó các bác cũng bắt vào xem. Đấy, nó có ốc vít các thứ hết rồi, về bắt vào. Cái con chảo này thì đường kính của nó khá là to, đường kính của nó lên đến là 32 cm. Đấy, 32 cm, nên về các bác xài rất là rộng rãi. Đây các bác nhìn này, nó rất là rộng luôn, đó, nó cực kỳ rộng nhá. Đấy, về các bác dùng để xào nấu và đây cho em thoải mái luôn. Đấy, rán này, đầu tiên là rán này, trước hết là rán trước này, chảo thì trước hết dùng để rán này, thì rất là hay là một cái lớp chảo này nó chám một cái lớp trắng đá chống dính nhá, rất là ngon lành luôn. Đây, trắng bên trong bên ngoài này, và cái này thì nó dùng bếp từ luôn nhá. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là dòng này dùng bếp từ nhá. Hầu như là những cái thiết bị bên em là em biết là các bác bây giờ là hay dùng bếp từ nhiều, nên là bên em sẽ lấy cho bác những cái dòng mà xài được bếp từ nhá. Đấy, con này là xài bếp từ này, bếp ga, bếp hồng ngoại này, tất cả các loại bếp luôn. Đó, đây chảo cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn và rất là to. Đấy, đầu tiên là các bác có thể rán này và xào vào đây ngon lành này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác muốn nấu đây nấu ngon lành luôn, vì đi kèm nó sẽ có cả vung luôn, thì khi mà các bác nấu nó rất là nhanh sôi nhá, nó có vung. Đấy, đậy vào kín đáo ngon lành. Đấy, có kèm cả vung cho bác luôn này. Đấy, vung viết ngon lành luôn nhá, quá xịn sò, ok luôn, chất lượng. Đấy, cả vung, cả chảo các thứ giờ, cả môi đi kèm này, tay quay này. Đấy, tay quay mà giá nó chỉ có 140.000 thôi nhá, 140.000 thôi, mà chảo đường kính là 32 cm nên rất là to, về các bác sử dụng nhà đông người các thứ cho em xài con này rất ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc đường kính là 32 cm, giá đang gửi bác là 140.000 một cái, 140.000 một cái, giá rất là hữu nghị, sản phẩm dùng rất là chất luôn. Bán cái này bán từ nọ bán rất là nhiều, bán trong phải đến vài trăm cái rồi, bán rất chạy luôn. Đó, dùng rất ok. Bác đó là cái lọ keo dán dày các bác nhá, lọ keo dán dày. Đó, em báo giá luôn một cái lọ keo dán dày có dung tích là 60 ml này, về các bác chuyên dùng để dán dày rách này, dép rách nhá, rất ok luôn. Cái này thì dán cực kỳ chắc và rất là ngon.
báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k cho một cái tiếp keo rắn dày này, 20k một tiếp nhá. Các bác lấy 3 tiếp giá của nó sẽ là 50 ngàn. 3 tiếp keo rắn dày là 50 ngàn, còn các bác lấy lẻ một tiếp là 20 ngàn nhá. Một tiếp này sẽ có dung tích là 60 ml. Đây. Đấy, cái đầu của nó sẽ là đầu kim như này, nên là các bác dùng thoải mái nhá, không lo nó bị tịt đầu đâu vì cái đầu nó là cái đầu kim. Đấy, có thấy rõ không? Nó là cái đầu kim. Nên là các bác cứ dùng thoải mái. Đấy, dùng xong các bác xỏ cái đầu cho em nó có cái kim nên là không lo nó bị tắc đầu nhá, dùng được lâu ạ, dùng được lâu. Bình thường là những cái dòng keo bình thường là nó không có những cái lỗ kim gì đâu. Dùng các bác dùng một ra nó chết keo hoặc nó bị đông cứng cái phần đầu là các bác không thể xài được nhá. Đấy, nhưng con này thiết kế rất là hay là nó có cái đầu kim này. Đó, nên các bác không lo nó bị tắc đầu, dùng thoải mái cho em luôn. Dùng được lâu được dài nhá. Một típ keo đến rồi, 60 ml, giá 20 ngàn. Bên em đang bán cho bác 3 típ. À, nếu mà các bác lấy 3 típ thì giá sẽ là 50 ngàn. 3 típ là 50 ngàn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là keo dán dày. À, dán dép nhá. Đấy, giày rách này, dép rách này. Các bác mua về dán cho em đỡ bỏ đi nó phí đi. Mình mua về mình dán cho em nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây, đầu kim. Đấy, về các bác ví dụ đế giày, mũi giày thứ nó bong này, rồi là dép rách các thứ này, về các bác dán cho em rất ok luôn. Đấy, chuyên để các bác dán giày, dán dép con nhá. Đó, 20 ngàn một típ keo dán giày này, lấy 3 típ là 50 ngàn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng đài FM nhá, dòng đài FM radio và có kèm cả đồng hồ luôn. Đó thì em báo giá luôn, cái mã này thì hiện tại em đang gửi bác giá thì siêu tốt luôn cô nhá, giá tốt nhất thị trường. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đài FM, đấy, đài FM hoặc đài radio có kèm cả đồng hồ nhá cô nhá. Giá bữa trước đang bán bác là 270.000, hôm nay em xả nhanh bán nhanh bác luôn, giá siêu tốt, giá bao giá thị trường luôn, 240.000 một cây, và bên em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn nhá. Đấy, với mức giá 240.000 lại còn bao ship tận nhà luôn. Đài thì nghe cực kỳ hay. Con này các bác có thể là kết nối với điện thoại để các bác nghe nhạc. Ngoài ra thì mình có thể nghe đài FM. Đấy, các bác hay ở nhà mình buồn, đấy rồi các bác mở ra mình nghe đài FM này, nghe radio này, rất tiện dụng. Và thiết kế nó cực kỳ đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển hồi xưa nhá, rất đẹp luôn. Đấy, đây có phần đồng hồ này, phần công tắc bật tắt, rồi là phần nút bên này là phần giò kênh này, tay sách này, vân giả gỗ rất đẹp nhé, có cả phần anten ở đây, nút chỉnh đồng hồ đằng sau này. Đấy, cái này nút này nút chỉnh đồng hồ này, chỉnh giờ các bác nhé, chỉnh giờ đằng sau. Rồi là bên hông thì sẽ có những cái nút như là cổng sạc này. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sạc là DC 5V nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, thì các bác sẽ lấy cho em cái dây, đây cái dây sạc của nó đằng sau cái nắp này, các bác mở cái nắp ra, đó, sau đó các bác lấy cái dây sạc ra. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho cái dây sạc này vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác sạc cho cái đài này rồi. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sạc là nguồn DC 5V nhá. Ở đây nó có một cái cổng, đó là cái cổng USB để ví dụ các bác có những cái thiết bị mà tích hợp nhạc vào cái USB ấy, vào cái thẻ nhớ ấy, thì các bác cắm vào đây. Còn ở đây thì là cái lỗ cắm thẻ nhớ, nếu mà các bác có những cái loại thẻ nhớ nhỏ, thẻ nhớ micro USB thì các bác cắm vô đây. Đây là cái cổng tai nghe này, còn đây là cái nút công tắc để các bác bật tắt đồng hồ nhá. Đấy, nó có cả công tắc bật tắt đồng hồ luôn. Các bác muốn dùng đồng hồ các bác bật lên on cho em. Đấy, muốn tắt đồng hồ các bác bật về off nhá. Đấy, và cái nút đằng sau đó là cái vòng xoay để các bác chỉnh đồng hồ nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, cái nút đằng sau này em đang xoay này. Đấy, để các bác chỉnh giờ, ví dụ là hiện tại đang là 1 giờ, các bác xoay cho em về 1 giờ này. Đấy, để các bác chỉnh giờ nhá. Và đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Đấy, đã bắt đầu đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ kiểu dạng đồng hồ cơ nhá, chạy cực kỳ êm, không có tiếng động luôn, rất là ok. Đấy, rất xịn sò ngon này. Giờ em sẽ đi vào test đài cho bác nghe này. Con này thì các bác có thể bắt được cho em các dòng ví dụ như là SVK này, rồi là có cả đài AM này. Đài AM này. Rồi là đài FM này. Đấy, rồi là MP3 nhá. MP3 thì các bác kết nối với Bluetooth nhá. Cái mã loa của nó, cái mã kết nối Bluetooth của nó sẽ là NS không nhá. Đấy, NS8898BT này. Đấy thì cái mã đấy là cái mã kết nối Bluetooth. Còn về các bác muốn nghe đài FM thì các bác bật lên cho. Đấy, các bác chuyển cho em về chế độ là FM nhá. Đấy, hiện tại đang ở MP3, các bác gạt về cho. Đấy, đúng chế độ FM này. Các bác bật đài lên. Đấy, bắt đầu nó sôi nhá. Cái nút này thì nó sẽ là cái nút công tắc bật tắt kèm với lại là tăng giảm volume, tăng giảm âm lượng ở cái nút bên tay trái em đang xoay đây. Đấy, đây em bật đánh tài cá, bắt đầu là nó đã mở các bác nhá, và bắt đầu các bác nhích dần lên thì nó sẽ tăng âm lượng lên. Đấy, còn các bác muốn cho nó giảm xuống thì các bác xoay nó giảm xuống. Đấy, và các bác xoay hết cỡ thì nó kêu tài cá là tắt đi, còn các bác muốn ấy thì các bác xoay lại. Đấy, xèo 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 này là bắt đầu đang giò nhá, thì các bác xoay cho cái nút bên này, này. Đấy, cái nút bên này. Đấy.
Đấy. Đấy, các bác dò kênh nhá. Các bác dò kênh thì nhớ giúp em lưu ý cho em là chỗ nào sóng yếu các bác gạt cho em cái anten này lên. Đấy. Gạt cho em cái anten lên. Sau đó là các bác xoay cho em cái vòng này. Xoay cho em cái vòng bên này này. Đấy, xoay cái vòng bên này thì các bác dò kênh từ từ nhá. Các bác đừng xoay nhanh nhá. Dò các bác dò từ từ thôi. Trong đó có việc đảm bảo đủ thuốc trong kho lưu trữ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư cũng hỗ trợ được ngành. Đó, thấy không? Rất ok nhá. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Để triển khai các dự án này, Australia sẽ cử các chuyên gia y tế từ các bệnh viện, trường đại học và các tổ chức y tế của nước này đến khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chính đấy, phủ con này nghe khá là to ạ, con này nghe to lắm. Đấy. Thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng ở bên group bên này nhá. Các bác muốn nghe nhỏ là các bác cho nhỏ đi, muốn to cho to là các bác cho to lên. Ở tỉnh Đông Kalimantan, Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin. Đấy, cái này đăng Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, về các bác nghe đài nghe đóm ở đây, nghe nhạc này, kết nối vào Bluetooth này, cắm vào thẻ, cắm được cả thẻ nhớ này, USB này. Đấy, rồi là có cả phần đồng hồ nhá. Có nhá, có cả phần đồng hồ. Báo giờ báo giấc ngon lành luôn. Đấy, tay sách sách mang đi mang lại rất ok. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái sạc vào và các bác sạc đầy pin, sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài có thế thôi. Cái con này rất là hay là nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin 18650 này. Đây này. Đấy, pin này nó đã có sẵn một viên trong này rồi. Đấy thì nó sử dụng cái pin 18650 này. Cái pin này thứ nhất là nó sạc tích điện được các bác nhá. Đấy, sạc tích điện được thì khi mà hết pin thì các bác sạc đầy, sau đó các bác lôi ra các bác xài. Và lúc nào mà pin hỏng thì mình vẫn có thể thay thế thoải mái. Và cái pin này thị trường nó bán rất là nhiều và bên em cũng đang bán. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 này là 20.000 một viên. Nếu mà các bác muốn mua thêm pin để về dự phòng ấy, còn sẵn trong đài là nó có sẵn một viên pin rồi có nhá. Thì nếu mà các bác không cần thì mình có thể dùng luôn cái pin ở trong đài nhận được. Đó, không cần thiết. Đó, cái này thì nếu mà trong trường hợp dự phòng các bác nghe nhiều thôi thì mình mới cần mua thêm. Còn sẵn một viên này thì các bác nghe thoải mái rồi. Đó, rất ok. Đây mở lại đấy bác con này. Dân tham gia cuộc đua được tổ chức ở tỉnh Kampong Serpu, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía tây. Nhà vô địch được trao giải thưởng trị giá 298 đô la cùng cúp lưu niệm. Ông Tang Soring. Đấy có thấy không? Rất ok nhá. Đồng hồ chạy đài nghe ngon lành luôn. Đấy rồi là phần anten tổng các thứ ngon lành nhá các bác nhá. Giá là rất là hợp lý luôn. 240.000 một cái nhá, 240.000. Các bác có thể bắt Bluetooth này, nghe đài FM này, rồi là nghe nhạc qua thẻ nhớ USB, có cả đồng hồ xem giờ giấc là 240.000 một cái. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đài FM nhá. Đấy em quay khá là chi tiết rồi. Về cái này thì nói chung là rất là dễ xài thôi. Các bác cứ tập tành cho em một vài lần gái là các biết xài, các bác biết ngay xài các nút ngay. Đấy, tăng giảm âm lượng bật tắt bên này luôn. Bên này là cái nút dò kênh nhá. Rồi là có các chế độ này SVK này, AM, FM này, rồi là MP3 này. Nick bài rồi là chuyển bài các thứ này. Các thứ ok luôn, nói chung là cực kỳ dễ dùng mà đặc biệt dành cho các bác người già rất dễ dùng luôn. Nó là dòng đài tích điện nhá, có cả pin tích điện luôn. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vô các bác sạc. Dây sạc thì bên em sẽ để đằng sau. Thì về các bác mở cái nắp đậy này ra là sẽ thấy dây sạc nhá. Đấy, sẽ lấy dây sạc. Về các bác có cái cục sạc điện thoại này mình thì các bác cắm vào là sạc cho cái đài này rồi. Rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 240.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là đài em. Mới nguyên hộp này rất là đẹp luôn. Đấy, rất chắc chắn bề đẹp. Đó 240k một cái nhá. Chắc chắn chất lượng rất đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển decor rất là ok. Và tiếp theo thì lên luôn luôn cho bác đó là cái lô kem đánh răng của Nhật này. Đấy, kem đánh răng của Nhật, kem muối nhá. Nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi. Và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn, cũng về lô mới xả kho. Tháng 3 ngày 8 xả kho đó bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem đánh răng muối nhá. Giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi, viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn mà nhá, vị mặn, vị mặn mặn the the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn, đánh rất thích luôn. Mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái keo này xong là mồm nhẹ thứ nào cảm giác là nhẹ mồm, sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các bác nhá, Santa. Đấy, hàng kem đánh răng muối của Nhật nhá. Một típ này là 170g. Đấy thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. Đấy, 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em
thường lấy cho bác là những cái hàng date mới nhá, hàng date mới luôn, đấy, hàng date mới và hạn dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90.000, hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60.000 một tip thôi, 60.000 một cái tip kem răng Nhật 170g nha. Nó là dạng kem răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy, viêm lợi rồi là mồm hôi các thứ rồi, đấy, sử dụng cho em. Nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nhẹ luôn nhá. Đó, 60.000 một tip nhá, 170g cũng xả thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Tiếp, em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác này luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, mà em về lô mới bán nhanh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000 lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350.000 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cái thôi, 310.000 cái lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày rất chắc chắn nhá. Đấy, bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác mua, các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây, mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn, mà cái thùng này nó cũng ngon ạ, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp gioăng cao su này. Đấy, có nhìn thấy lớp gioăng cao su này, nên khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây phần lòng trong nó này. Đấy, đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này, sử dụng rất ok. Và con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay, là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây, nó là dạng kiểu dạng ấn đấy, ấn đúng không nhá. Đấy, các bác ấn cho em, ấn mạnh nha này. Đấy, ấn mạnh không nhá, phải ấn mạnh nhá, các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần gioăng cao su nó rất là kín luôn, các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái đây là các bác nhìn này, cái lá thép của nó này nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn, nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy, đây cát tông này, 7.62 mm này, đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này, chiều dài của nó là 30 này, chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15, chiều cao là đi 18 nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy, khá là to đấy các bác nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok, các bác mua về đựng đồ nghề các thứ rồi. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng đạn này, nhiều bác bảo là rất dày dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vứt vạ vật cho em thoải mái, siêu nổ đồng của đá, những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi, gọi siêu bền rồi, không gì chê cả. Thùng đạn Mỹ nhá, 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn, hàng của USA rất là sò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này, cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua cái bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha, em báo giá luôn nhá, 20.000 một cái cây bút điện nha, 20.000 một cái cây bút điện nha, lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá, bút điện đa năng này 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó, cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4-5 cây luôn về xài, mà cái ánh sáng nó rất là sáng, các nhìn này. Đấy, nó rất là sáng, đây em đang để rồi mà rất nhiều ánh sáng nhem nhá, các nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn, đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ, đo rất tiện dụng luôn, và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa, đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá, 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá, rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đó. Đây em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Thì xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây bác chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng
sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh, và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các bạn nhé, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20 ngàn một cái cây bút điện đa năng thôi, 20 ngàn một cây, rất nhiều chức năng nhé. Đo thông mạch, đo dây đứt, rồi do dây nóng, dây lạnh, ok luôn. 20 ngàn một cây bút điện đa năng nha. Đựng túi đựng quần áo, chăn màn này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 20 ngàn một cái nhé các bạn nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo, chăn màn. Đấy, ví dụ như là miền Bắc bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, những cái chăn, cái màn dạng to. Đấy, nhiều khi là các bác muốn cất đi, nhưng mà cất đi thì các bác rất là ít chỗ mà để các bác nhét vào, thì các bác mua cho em một cái túi này vào. Cái túi này của nó dung tích là 100 lít, rất to luôn. Kích thước của nó là 42 nhân với lại 43 nhân 40 nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái túi này với giá sẽ là 20 ngàn một túi nhá. Chỉ có 20 ngàn một cái thôi, giá rất là bình dân. Về các bác đựng những cái quần áo dư các bác chưa mặc đến, các bác có thể đựng vào đây. Hoặc ví dụ như là chăn màn, những cái đồ to cồng kềnh thì các bác cứ nhét hết vào cái túi được chưa? Thì đây. Đấy, cái túi này nó rất là to luôn, cái túi này nó rơi khoảng tầm 100 lít mà các bác. Đấy, 100 lít thì về là các bác mở nó ra này. Đấy, sau đó là các bác nhét chăn, nhét màn này. Đấy, những cái dạng chăn to, chăn 5 cân này các bác nhét đây cho em thoải mái luôn, túi to rộng lắm. Đấy thì các bác nhét vào đây. Nó là dạng vải không dệt nhá. Đấy, chống thấm tốt, các bác để những cái chỗ mà ẩm ướt cũng thoải mái luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, chắc chắn mà giá nó bình dân, nó chỉ có 20 ngàn thôi. Đấy, khi mà đựng xong thì các bác lại khóa nó vào. Đấy, sau đó là các bác xếp nó lên. Đấy, xếp nó lên những cái chỗ các bác để cho nó gọn. Đấy, bình thường là những cái chăn to thứ là các bác vứt lồng còng để trong tủ, đứa lồng còng tích các bác mua cho cái túi này về. Đấy, các bác nhét nó vào, thế là xong, rất ok. Đây này, rất là rộng rãi, ok luôn nhá. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 20 ngàn thôi. Các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái túi đựng quần áo nhá, túi đựng quần áo chăn màn. Đó, kích thước là 42 x 43 x 40, dung tích là 100 lít cơ, rất là to luôn. Đấy, với mức giá sẽ là 20 ngàn một cái thôi, 20 ngàn một cái túi đựng quần áo chăn màn nhá. Thùng đồ nghề của Kirito thì bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bên shop hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, cái thùng đồ nghề của Kirito em báo giá luôn, cái hàng của Nhật nhá. Lên mã em cái thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này thì sẽ có giá là đi 430 ngàn một cái. Và bên em sẽ bao ship về các bác dùng để đựng đồ nghề, kìm, cà lê, mỏ, lết các thứ vào, rất ok luôn. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác giá rất dễ mua luôn, 430 ngàn một cái nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhân với chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. 42 x 20 x 20. Giá hiện tại bên em đang bán là 430 ngàn. Hàng thùng nghề 3 tầng nhá, rất là xịn luôn. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem này, mục sở thị này. Hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, hàng của Nhật rất là xịn sò, ngon lành. Đấy, đóng gói rất kỹ luôn. Đấy, chiếc thùng đồ nghề quá xịn luôn, chắc chắn chất lượng lắm. Đây các bạn cùng nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây. Đấy thì hàng này thì đầu tiên là nó sẽ có là cái phần cái quai sách nhá, cái quai sách nên là rất là tiện, các bác sách mang đi mang lại rất ok. Thùng khá là nặng luôn, thùng nặng lắm, thùng vì cái tôn của nó dày mà. Cái lá tôn nó dày, lá thép của nó dày nên là con này nó nặng chắc khoảng tầm hơn 4 kg ạ. Đấy, tầm 4 kg, 4 kg rưỡi đấy, khá là nặng luôn đấy. Đấy. Thì ở đây đầu tiên nó sẽ có quai sách này. Kích thước của nó tổng thể chiều dài này của nó là đi 43 này, từ đây đến đây là 43 này. Đấy, chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. Và con này là nó khi mở ra thì nó sẽ là 3 tầng nha. Đó, rất đựng được rất nhiều đồ luôn. Đấy, ví dụ như ngăn dưới là ngăn to. Các bác đựng như đồ ví dụ như là máy khoan, máy khiếc các thứ này, những cái máy dụng cụ cầm tay, những cái máy to các bác để đây. Đấy, còn những cái ngăn trên, ngăn nhỏ này thì các bác chia ra để các bác ví dụ đựng cà lê này, mỏ lết này, ốc vít này, kìm kéo này. Đấy, đến khi mà mình có sửa chữa rồi, mình làm nghề các thứ, các bác tìm nó rất là dễ, tìm rất là nhanh. Đấy, mình chia ngăn ra mình đựng rồi. Đấy, nên là khi mà mình tìm nó rất là nhanh, nó đỡ bị bừa bộn đồ nhá. Vừa đỡ bừa bộn đồ mà thứ hai là mình sắp xếp đồ nó khoa học, thì đến lúc mà mình tìm rồi mình làm nó, mình tìm cái đồ đấy đến lúc nó rất là nhanh gọn. Đó, rất là thông minh nhá, thiết kế cực kỳ thông minh. Và lúc nào mà dùng xong thì các bác lại gặp nó lại. Đấy, gặp nó lại thì rất là gọn gàng. Đấy, gặp lại nha. Đây, toàn bộ nó là những cái bản lề thép này, rất chắc chắn, đinh tán, ngon lành luôn nha các bác nhá. 3 tầng. Màu sơn chủ đạo là màu xám đi kèm với lại màu cam, thiết kế rất hài hòa nhá. Đây, dòng chữ Kirito dập nổi ở trên thân của thùng này. Đó.
Và một cái rất là hay là ở đây nó cái phần nắp trên này của nó có một cái lỗ này. Đấy, có một cái lỗ này. Đấy, có nhìn cái lỗ chưa? Đây cái lỗ này. Đó cái lỗ này. Cái lỗ này để khi mà ví dụ các bác đi công trình công trường, mình ví dụ có những cái đồ giá trị đây, các bác muốn cẩn thận thì các bác mua cho mấy khóa nhỏ ấy. Các bác quặc vào đây khóa nó vào. Thế là xong. Kín đáo ngon lành luôn. Mình có vứt chẳng may ví dụ mình có vứt, mình có hoặc mình có bỏ quên ở công trường công trình. Đến lúc mà đồ đạc các thứ là nó vẫn còn nhá. Đấy, nó đỡ bị thó trước các thứ là ok. Đấy, nói chung khá là chắc chắn luôn. Em thấy chất lượng rất ok em. Mày cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng khen lắm. Các bác bảo là chắc chắn mà dùng ok. Với mức giá như này thì các bác không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Từ cái nước sơn thứ này, các bác nhìn đến nước sơn này. Đấy, sơn nó toàn bộ là sơn tĩnh điện nhá nên nó rất là đẹp. Đó đây. Phần tay cầm này toàn bộ là sơn tĩnh điện luôn, dày rất chắc chắn lắm. Nói chung là dày đẹp chắc chắn các bạn. Con này các bác dùng thì nồi đồng cú đá thôi. Hàng của Kito, yên tâm chất lượng lên. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là thùng đồ nghề 430.000 một cây, bao ship tại nhà luôn. Kích thước là 42 x 20 x 20 các bác nhá. Đó, khá là to, mở rộng ra 3 tầng. Đó, chứa làm được rất là nhiều ngăn, các bác đựng được rất là nhiều đồ luôn, 430.000. À, đựng theo kiểu đồ là khoa học thông minh nhá. Đến lúc mà mình có dễ kiếm những cái đồ có thứ mình cũng rất là dễ tìm, dễ sử dụng nhá. 430.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật Kirito nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã hàng đó là cái bóng đèn 8 cánh này. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì công suất của nó vào là 200W nhá và siêu sáng luôn. Đấy, và hiện tại thì cái ánh sáng mà em đang dùng để em quay cái sản phẩm cho các bác coi cũng là từ đèn 8 cánh nha em nhá. Đây. Các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ em đang dùng ánh sáng từ đèn 8 cánh thì các bác nhìn thấy cái hình ảnh này. Đây có những cái quả này. Cái quả này em vỡ ngược vỡ xuôi này. Đây có nhìn này. Vẫn dùng ngon lành luôn nhá. Vẫn dùng ngon lành luôn. Nó chắc chắn lắm mà bền cực kỳ luôn. Cái này là từ đợt em làm là có những cái quả tuổi thọ nó lên khoảng tầm 3 năm nay rồi. Có nhìn này. Nó vỡ long sọc này nhưng mà vẫn dùng rất ok nhá. Vẫn dùng rất ok luôn. Nói chung là xịn lắm. Toàn bộ dàn em đang dùng toàn bộ là dàn 8 cánh hết nhá. Đấy, toàn bộ là dàn 8 cánh luôn. Đấy, nên là dùng rất ok. Đấy. Cực kỳ xịn ngon lành luôn. Ánh sáng cho ra sáng và trong vắt quá nhá. Đây. Đó. 8 cánh luôn nhá. Xịn cực kỳ. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá và khi mà mở ra thì nó là một chiếc cái đèn 8 cánh như này. Đấy, một chiếc đèn 8 cánh nha. Đấy có nhìn cái bóng của cái đèn 8 cánh em đang xài này, các nhìn chưa? Đấy cái bóng nó đang soi như này. Đây này. Đó này không? Đấy thì nó sẽ sáng là những cái cánh vùng quanh này sẽ có tổng là 8 cánh và một cái chóa tròn ở giữa nên là cho ra cái ánh sáng. Thứ nhất là ánh sáng rộng nhá. Đấy, sáng rộng của nhá. Các bác cần những cái ví dụ như là những cái môi trường rộng lớn. Đấy, ví dụ như những cái nhà cửa thứ rộng lớn rồi là những cái khuôn viên rồi là những cái chỗ nào các bác cần ánh sáng thật là sáng thì các bác mua cho em quả này về. Đấy, công suất của nó là lên đến là 200W luôn. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27. Đấy, đuôi xoáy E27 nhá. Về các bác xoáy và những cái đuôi xoáy thì mình là xài thôi. Sử dụng nguồn điện là 220 nên là các bác yên tâm nhá. Đấy đây. Khi mà nó xòe ra rất là to này, chắc chắn cầm quả bóng nặng trịch luôn. Dòng này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá và rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái quả bóng đèn 8 cánh này, đèn 8 cánh. Công suất là đi 200W nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 một quả thôi, chỉ có 190.000. Đấy các bác nào cần những cái con bóng đèn thật sáng. Đấy. Thì mua cho em quả này siêu sáng luôn. Đấy, không gian rộng rồi là những chỗ nào các bác cần những cái ánh sáng để các bác làm việc rồi là sử dụng, mua cho em quả này về thắp thì siêu sáng luôn. Đó, 200W rất sáng luôn nha, mà rất là bền. Có những quả em dùng khoảng tầm trên 3 năm từ đợt em bắt đầu làm rồi. Đấy, bắt đầu em mua những quả này về rồi. Đấy, từ đợt đấy em bán đến bây giờ luôn. Đó, vẫn còn cái hàng này vì nó rất là bền và bán vẫn rất là chạy nhá. Bán vẫn rất là chạy. Đó. 190.000 một quả nhá, 190.000. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy các bác, nếu mà các bác muốn dùng thì mình có thể gập vào và điều chỉnh cái cánh này này. Nó có cái phần điều chỉnh nhá. Đấy các bác có thể thoải mái điều chỉnh theo cái phần cái công năng sử dụng. Nếu mà các bác muốn xài nha thì các bác điều chỉnh nhá. Còn không thì các bác cho xòe hết lại được. Xòe ra nhìn như kiểu một cái quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng vừa là một cái chiếc đèn để các bác trang trí nhá. Rất là gọn gàng ok luôn, chất lượng. 190.000 một quả nhá. Bóng đèn 8 cánh nhá. Công suất 200W, sử dụng đuôi là đuôi E27 và điện 220, 190k. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn 8 cánh. Tiếp theo thì lên luôn mã thanh lý cho các cái bộ kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái này thì hầu như gia đình nào cũng cần một cái rồi.
1 đến 2 cái luôn, nhà nào thường thường cũng có một cái tủ lạnh, một cái máy giặt rồi. Đấy, về các bác dùng để các bác kê lên. Đấy, các bác hay biết tại sao là máy giặt tủ lạnh cái thứ nó hay hỏng, có biết tại sao rồi. Mà đặc biệt luôn là miền Bắc, các bác để là thời tiết các thứ giờ nó rất là ẩm ướt. Đó, đặc biệt là cái mùa này đang mùa nồm này, ẩm ướt rồi là nó ra nước nô thứ rất là nhiều, mà các bác để tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt sàn mặt nền nhà mình là nó hay bốc lên, là nó rất là ẩm ướt, rồi là ví dụ như là nó gây mọt chân tủ lạnh máy giặt này. Thứ hai là nó gây những cái con iốt điện tử, thứ là mạch điện tử là nó hay bị lỗi. Đấy thì nguyên nhân là do như thế, thì các bác mua cho cái này về, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh nhá, thì về các bác kê nó cao lên để các bác mua cho mấy kệ này về. Thì cái kệ này khi mà các bác kéo dài ra tối đa thì nó lên đến được là 60 phân nhá, 60 phân. Đấy, và tối thiểu các bác thu vào được thì nó rơi được là 48 cm này, 480 mm đấy. Tức là nó tùy, cái này nó tùy chỉnh được nhá, tùy chỉnh được theo cái khuôn tủ lạnh của bác nhá. Đấy, hầu như là những cái tủ lạnh bây giờ, máy giặt bây giờ, cửa ngang cửa đứng các thứ rồi, tủ lạnh to tủ lạnh nhỏ hầu như là được hết luôn nhá. Thì về các bác đó thì về các bác kê lên nhá, về các bác kê lên, cái này nó có tinh chỉnh được nhá, tinh chỉnh theo cái chiều dài chiều rộng của cái tủ lạnh máy giặt này bác nhá, nó điều chỉnh tự do được nên là có yên tâm nhá, về hầu như là vừa hết luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 120.000, em còn ít nữa em xả kho bán này bác luôn. Đấy, và đặc biệt đang vào cái mùa này giá rất là tốt luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ tủ lạnh máy giặt nhá, bữa trước đang bán là 120, hôm nay giảm luôn bác, giá chỉ còn có 80.000 một cái thôi, 80.000 cho các bác dễ mua luôn. Bình thường là các bác mua ít giờ một cái này thợ đến lắp khoảng tầm 250 cho đến 400. Đấy, bữa trước là em lắp là em không biết là cái đợt em lắp ấy là cũng lâu lâu rồi, là thợ nó phệt nhà em là 5 lít, các bạn, 5 lít, nói chung là cũng hơi cú, nhưng mà thôi cái đấy thợ lắp thì mình không làm gì được. Nhưng bây giờ mình bán mình mới thấy là giá nó rất là rẻ luôn, các bạn, giá nó rất là rẻ mà hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng đi hàng của Việt Nam nhá, cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ máy giặt này, sản phẩm thanh inox đế nhựa này, chống rung lắc này, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cân. Đấy, rồi là lắp cho tủ lạnh ok luôn. Thì đây em sẽ quay bác thực tế cái em đã lắp đặt sẵn đây. Đó, em đã lắp đặt sẵn nha, để bác cùng xem này. Đấy thì về thì các bác lắp đặt sẵn với nhà, hoặc là nếu mà thì các bạn nếu không thì các bác có thể đo cái tủ lạnh máy giặt này mình trước đi. Đấy, sau đó các bác lắp trước ở đây nhá, sau đó các bác kê nó vào. Đấy thì khi mà kê vào thì ở mỗi cái vị trí này là nó sẽ có những cái con ốc này. Đấy, để các bác tinh chỉnh nhá. Ví dụ các bác muốn cho nó ra thì bác kéo nó ra này. Đấy, các bác kéo nó ra. Còn nếu mà các bác muốn thu nó vào thì các bác thu nó vào. Sau đó là các bác siết cho con ốc này vào, thì khi mà siết vào này nó sẽ cố định nó chắc khư luôn. Đấy, các bác siết cho con ốc vào. Bên này cũng thế luôn này. Đấy, toàn bộ là đều có những cái con ốc ở đây hết luôn. Đấy, để nó hỗ trợ siết cái phần thanh này với cái thanh inox này với lại cái trục chính này. Đấy thì đây, nó cái đế chân nó rất là cao luôn nhá. Cái chân này rơi đến khoảng tầm chiều cao lên khoảng tầm 10 cm, khá là cao đấy. Để về các bác sử dụng các bác kê nó vào. Đấy thì về các bác kê tủ lạnh này, máy giặt lên đây rất ok. Chống ẩm ướt này, mối mọt chân của tủ lạnh máy giặt này, nói chung là rất ok, một cái sản phẩm mà đáng mua luôn. Các bác nên mua nhé, nên mua cho mọi gia đình, nên mua một cái nhà. Đấy, một hai cái về các bác để tủ lạnh máy giặt này rất ok. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã ấm siêu tốc của Hikari này đây. Đấy, hàng bên em tiếp tục hàng về. Đấy, và đợt này cũng về cho bác cái lô này mức giá tốt nhất cho bác dễ mua luôn. Đó thì sản phẩm này thì không có gì bị chê về sản phẩm rồi, dùng siêu bền luôn. Cái này thì em cũng đang xài một cái khoảng tầm hơn 2 năm nay luôn. Đấy, cái là khách nhà em gửi đi, nhưng mà khách gửi đi xong là khách không lấy, thế là gửi về bom hàng thì gửi về thì bị vỡ là em dùng từ đấy đến bây giờ tầm hơn 2 năm vẫn rất là bền, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3 lít. Đấy, hàng của Hikari nhá, hàng của Nhật, nhưng mà hàng này thì đã chuyển lên điện 220 rồi, nên là các bác yên tâm nhá, xài cho em điện 220 thoải mái luôn. Đó, em báo giá luôn nhá, bữa trước thì đang gửi bác là giá là 370.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn, giá chỉ còn có là đi 300 bao nhiêu nhỉ, 320.000 thôi. Đấy, xả luôn bác luôn, bớt luôn bác 50.000 nhá, 320.000 ưu đãi bao ship luôn, bao ship cho dễ bán luôn này, bao ship luôn nhá. Đấy, 320.000 một cái ấm siêu tốc của Hikari này, bao ship từ nhà, công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3 lít, sử dụng điện 220. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân ấm nhá, đây một thân ấm này, hàng Hikari này, đây
có chữ dòng chữ Made in Japan không nhìn không? Đấy, có dòng chữ Made in Japan. Đó. Đây là phần thân ấm nhá. Thân ấm thì thiết kế thì rất chắc chắn luôn. Phần bên trong thì toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, dày rất chắc chắn. Bên ngoài thì có bọc một cái lớp nhựa để khi mà các bác sử dụng cách nhiệt chống nóng rất tốt này. Đó, và phần nắp này các bác thao tác là đẩy lên cái là tự động nó sẽ mở ra. Đấy, còn lúc nào các bác dùng thì các bác ấn xuống, ấn mạnh em cái tạch cái là xong. Đó, đây phần miệng ấm này làm thiết kế theo dạng chống tràn, nắp nắp cái phần nút bấm công tắc tiện lợi này, ngay gần tay này, các bác sử dụng xài rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác đặt xuống cái bấm một cái thì xong, lúc nào sôi tự động là nảy các bác nhá, tự động nảy. Đây phần chân đế ấm, chân khâu đồng chắc chắn xịn sò Hikari này, sử dụng điện 220 này, công suất là 1500W này, dung tích 2.3L này. Đấy, có Hikari.jp này. Đây là phần đế ấm nhá, đây là phần đế ấm, toàn bộ là được bo inox vùng quanh. Đó, chân khâu đồng luôn nhá, các nhá, rất chắc chắn luôn. Dây nguồn này, dây nguồn to, phần phích cắm cũng rất là to luôn. Đấy, đi về các bác xài mình chỉ việc để đây thôi, đổ nước để đây, bấm công tắc cái cho em xong, lúc nào sôi cái tự động là nảy xong. Ok, dung tích 2.3L để các bác dùng gia đình đông người cho em thoải mái luôn. Nói chung là một cái con ấm này rất là bền, vì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà siêu bền luôn. Em cũng đã dùng thực tế, trải nghiệm thực tế con này rồi. Dùng cách đây bữa trước là cái đợt em bán ấy là nó cách đây khoảng tầm hơn 2 năm, nó rơi khoảng tầm 450.000 một con. Đấy, đợt này hiện tại nó đang giảm giá rất là sâu luôn. Đấy, để các bác cùng dễ mua là 320.000 một con nhá. 320.000 một cái con ấm siêu tốc Hikari này, bao ship tận nhà luôn. Hàng Made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, Made in Japan. Đó, rất xịn sò. Nói chung là cái sản phẩm này chắc chắn chất lượng mà phù hợp với lại giá cũng như là cái chất lượng của nó bền quá, nó bền. Đấy, quan trọng nó bền. Dùng ok. Sử dụng điện 220 cho em nhá, sử dụng điện 220. 320.000 nhá, 320.000 bao ship tận nhà, ấm siêu tốc của Hikari này. Tiếp theo thì em về luôn cho bác, đó là cái lô cây gãi lưng này. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Cái cây gãi lưng này thì các bác có thể để ngắn nha, còn nếu các bác muốn dùng thì các bác có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra. Con này kéo dài khá là dài đấy. À, này. Khoảng tầm 40cm nhá, khoảng tầm 40cm, khá là dài. Các bác về dùng để mình gãi lưng này, gãi chân, gãi tay. Bình thường ví dụ nó vị trí khó, ví dụ như lưng liếc các thứ là các bác thò tay ra gãi rất là khó, thì các bác mua trong cái này về. Đấy, mình thò ra sau lưng mình gãi nhá. Đấy, thò ra sau lưng mình gãi này. Rất ok. Nó gọi là cái cây gãi lưng. Đây có cả phần móc đeo này, thiết kế rất chắc chắn. Mà giá thì bình dân thôi. Giá này thì hiện tại em đang xả kho gọi là chiên kính biếu luôn các bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Tại em đang gửi bác kia một cái cây gãi lưng này với giá sẽ là đi 10.000 một cây thôi nhá, 10.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãi lưng này, giá chiên, giá bán nhanh các bác luôn nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đấy, gọi là giá chiên thôi, giá không lợi nhuận nhá. Bán để các bác có đồ mua thêm vào để các bác dùng và trải nghiệm nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng, có thể là kéo dài ra và thu ngắn lại. Đấy, các bác dùng để gãi lưng, gãi người, gãi ngọn rất ok luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà có một cái cây này dùng rất hay, nhiều khi mình cần mình có cái mình gãi nhá. Cây gãi lưng 10k một cái. Nhiều những cái chỗ vị trí khó các bác không gãi được, các bác phải nhờ người gãi cho ấy. Đấy, các bác mua ok về. Đấy, đỡ phải nhờ, mình tự tay mình gãi luôn. Mà tự tay mình gãi bao giờ cũng sướng hơn là nhờ người các bác. Đấy, mình có biết chỗ nào cái là mình gãi đúng chỗ ngứa ấy, là nó vẫn là chuẩn nhất quá nhá. Đấy, cây gãi lưng 10.000 một cái cây gãi lưng nha. Tiếp theo, đấy, phụ kiện luôn, đó là cái dòng vít nở sắt nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. À, cỡ của nó sẽ là cỡ 6, cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, chân thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà.
Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn đây con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, nhưng con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm, thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt với nhá. Ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k thôi nhá. 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá.
keo này thì siêu cứng luôn đấy các bác, bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá và sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này, đấy vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên, đấy các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá, đấy một típ này là 100ml đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn đang luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây, các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi thì hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp các nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp giòn cao su. Đấy, giòn cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này, đấy, cần rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòn thường. Đây giòn có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giòn cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái bản tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó.
lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá với em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB này. Các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này xanh luôn này, tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên đúng nhá. Đấy, 20.000 một viên. Thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên như này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con bluetooth này, đây cái con cổng USB bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã cho cái cục sạc Samsung. Đấy, thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây.
và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, để em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đấy, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây vào kênh của nhà em này. Đấy bấm ngon lành các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy các bác. Các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy có nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy các nhá. Rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp tục em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. Bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm là xài thôi. Hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đây. Đấy, còn đây chủ yếu review cho bác cái này. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá. Hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này. Đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp. Nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây. Một dây đỏ và dây đen có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ giúp em là đấu đúng dây giúp em nhá. Đấu sai dây là em chịu các bác nhá. Nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ giúp em là đấu đúng dây.
Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá đây. Test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này. Dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó đây, em pha bác luôn này. Mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm. Các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng nhưng mà màu vàng thì hơi ế này. Thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V 40.000 một cái.